Ủy ban bảo tồn sinh vật vùng Nam Cực vừa nhóm họp tại Hobart, Đức. Các nước thành viên bao gồm EU và 24 quốc gia khác đã đồng ý xây dựng công viên hải dương lớn nhất thế giới đặt tại biển Ross gần với Nam Cực. Cuộc họp của Ủy ban bảo tồn sinh vật vùng Nam Cực hôm 28 tháng 10 đã đi đến kết quả, sẽ thành lập công viên hải dương rộng 1,5 triệu km vuông trong khu vực biển của Nam Cực. Công viên hải dương biển Ross dự kiến sẽ là nơi bảo tồn sinh vật biển và cấm đánh bắt trong ít nhất là 35 năm. Biển Ross là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất của thế giới. Việc thành lập công viên hải dương này sẽ đi kèm với các quy định nghiêm ngặt, trong đó có cấm đánh bắt ở phạm vi 12% vùng đại dương phía nam bán cầu, vốn là môi trường sống của hơn 10.000 loài sinh vật, bao gồm chim cánh cụt, cá voi, các loài chim biển, cá, v.v. Các nhà khoa học khẳng định thỏa thuận lần này là một bước tiến mang tính lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ đa dạng nguồn sinh vật biển. Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng trong công tác nghiên cứu biến đổi khí hậu. Ủy ban bảo tồn sinh vật biển Nam Cực bao gồm đại diện các nước Nga, Trung Quốc, Mỹ và đại diện khối Liên minh châu Âu EU.